Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình. Làm thế nào để quý vị và các bạn chỉ cần mắt thường các bạn nhìn thấy những dòng kẻ trên màn hình TV của quý vị và các bạn là các bạn sẽ biết được chiếc TV của gia đình của mình có sửa hay không. Vậy thì video ngày hôm nay tôi sẽ bật mí để các quý vị và các bạn là người dùng, các bạn mới học nghề, các bạn có thể nhìn và các bạn sẽ biết được chiếc TV của gia đình nhà mình, chiếc TV của khách hàng chẳng may xuất hiện những đường kẻ chỉ trên màn hình thì có sửa hay không. Vâng, đây là một chiếc màn hình hỏng của TV. Các bạn xem, đây là một chiếc màn hình hỏng TV thì nó bóc tách ra hai phần. Một phần là gọi là táp gỗ ở dưới màn hình, và những đường tín hiệu nó sẽ đưa màn hình từ dưới qua những cái đường gọi là táp của TV đưa lên màn hình. Vậy thì nó sẽ chia ra làm hai phần, một phần là phía dưới là lấy tín hiệu đưa lên, và thứ hai là phần trên mép kính ở dưới. Và nó sẽ như này, nó sẽ dán vào máy, nó sẽ ép vào một bên màn hình và một bên gỗ. Vậy thì khi nào thì sửa được thì mình sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn để các bạn biết được ở video này. Về cái hiển thị trên màn hình như thế này thì các bạn nhìn thấy những đường kẻ từ trên xuống dưới như thế này là các bạn sẽ biết được chiếc TV này của tôi bị màn hình có vấn đề rồi, đúng không ạ? Nhưng mà để biết sửa được hay không thì các bạn sẽ nhìn cho mình những cái điểm như sau. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển cái phông nền. Mình sẽ chuyển cái phông nền sang một cái phông nền khác đi, để cho các bạn dễ nhìn. Đây, một cái phông nền gọi là phông nền màu tím. Đây, các bạn sẽ nhìn hộ theo tôi nhá. Đây, từ trên xuống dưới này, các bạn sẽ quan sát, các bạn nên nhìn từ trên xuống dưới, quan sát cái tay của tôi này. Đấy, và các bạn sẽ nhìn thấy mép cuối cùng này, các bạn thấy có một cái vệt màu đỏ, màu đỏ này. Khi mà cái phông nền của tôi nó màu đỏ như này thì đây ạ, đấy cái điểm này. Cái điểm này là gì? Cái điểm này là cái điểm chảy mực. Anh em kỹ thuật gọi là chảy mực. Đây, bên đây cũng thế này. Đúng cái điểm chỉ thì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều những cái điểm chảy mực và nó không bình thường. Chính vì vậy mà cái hiện tượng này ấy là cái hiện tượng như này các bạn này. Là cái hiện tượng là cái táp này này, những cái đường tín hiệu này nó đưa lên rất là nhỏ. Các bạn phải lấy kính hiển vi các bạn mới soi được. Chính vì vậy mà nó đang chập ở trên cái bộ phận gọi là trên cái kính này, trên cái kính này, mà không ai chui vào cái kính này, không ai chui vào cái kính màn hình này để mà sửa được. Chính như vậy mà chỉ cần nhìn thế này là tôi đã khẳng định với các bạn rằng chiếc TV này phải thay màn hình mới, còn không thì các bạn để xem tạo, chứ không có cái công nghệ nào sẽ sửa được cái căn bệnh này. Và cái cách nhìn đơn giản như vậy, các bạn chỉ cần nhìn là các bạn đã biết được chiếc TV của quý vị các bạn có sửa hay không. Rất đơn giản mà hiệu quả, đúng không mọi người? Các bạn cứ để ý mà xem, rồi các bạn cứ mang ra thợ rồi xem, rồi các bạn sẽ biết được có sửa hay không mọi người nhé. Video hỗ trợ mọi người xin tạm dừng tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Các bạn xem video của mình, các bạn thấy đúng hay thì đấy thì các bạn hãy đăng ký kênh, bật chuông báo để theo dõi video mới nhất hàng ngày. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video mới nhất của mình. Xin chào mọi người.